Xin chào tất cả các anh chị đến với kênh Ichimoku Chuyển Phát. Em tên là Lương Tuấn. Hôm nay em sẽ làm video về nhận định thị trường, về nhận định xu hướng của thị trường Forex trong tuần tới, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5. Thì chúng ta sẽ phân tích cặp vàng đầu tiên. Ở khung đồ thị ngày, chúng ta thấy rằng xu hướng vẫn là xu hướng giảm, và khung H4 vẫn là giảm và H1 vẫn là giảm. Tuy nhiên ở đồ thị tuần thì giá đang được hỗ trợ ở vùng giao găm, ở đoạn giao găm từ 1243 đến 12, ở vùng giá 12444 cho đến 1263. Thì chiến lược ở đây thì chúng ta là nên canh sell ở vùng, chiến lược cho tuần tới thì chúng ta nên canh sell ở vùng 1285. 1285 đến 1288 thì chúng ta canh sell xuống và chốt lời ở vùng 1263 đến 1244. Thì ở đây thì chúng ta nên canh buy lại về vùng này, nếu giá vàng về vùng này thì chúng ta canh buy lại. Bởi vì ở khung đồ thị tuần là khung đồ thị dài ngày hơn thì vẫn là cho xu hướng tăng. Tiếp theo qua cặp AUD USD thì ở trên cặp đô Úc thì chúng ta thấy rằng ở bốn khung đồ thị thì hiện tại giá vẫn đang là giá đang giảm cực kỳ mạnh, giảm mạnh, nên việc chúng ta là không nên buy bây giờ mà phải chờ tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Vì thế khi nào mà giá nó lên cao thì mình chỉ cần canh sell xuống. Ở bốn khung đồ thị này vẫn chưa thấy tín hiệu đảo chiều. Tiếp theo về cặp USD JPY. Ở khung đồ thị ngày thì xu hướng hiện tại vẫn cho là xu hướng giảm, nhưng giá đã chạm về vùng hỗ trợ giao găm 10947 thì nó đang có phản ứng là hồi về lại vùng giao găm hoặc khách sạn ở 11110.70. Ngoài ra ở đồ thị ngắn hạn hơn ở khung H1 và khung H4 thì đang cho là xu hướng tăng, thì việc của chúng ta là nên canh buy vào những đoạn từ 12 10960 đến 10967 thì chúng ta nên canh buy ở đây và chốt lời ở 11035 và đến 11070 thì chúng ta có thể cân nhắc cái lệnh buy, hoặc có thể là buy ở đoạn giá xa hơn, là có thể chốt lời ở đoạn giá xa hơn là vùng 111.65. Tiếp theo là về cặp Euro USD. Ở bốn khung thời gian thì chúng ta thấy xu hướng vẫn cho là xu hướng giảm. Nên giờ EU này thì mình nên cân nhắc là canh giá hồi về ở vùng đoạn giá từ 1.12 thì chúng ta cân nhắc có thể là đặt lệnh sell ở đây, hoặc là từ vùng giá này, hoặc là cân nhắc từ vùng giá 1.12 thì chúng ta nên cân nhắc sẽ sell xuống, và TB có thể là đạt được là ở vùng đoạn tầm ở đây, vùng 1.1120. Thì ta chiến lược cho EU tuần tới thì chúng ta nên canh cao và bán xuống. Tiếp theo về cặp bảng Anh. Ở bảng Anh thì bốn khung đồ thị chúng ta thấy rằng xu hướng là đều cho xu hướng giảm.
và chúng và ở tất cả các khung đều nó không có các vùng hỗ trợ, nên vì vậy á, việc của chúng ta là nên canh cao, canh giá nó hầu lên cao và bán xuống để thuận xu hướng. Thì chúng ta sẽ để ý đến các cột mốc quan trọng như là ở vùng kháng cự ngày là vùng 1.28, thì chúng ta có thể cân nhắc đặt lệnh sale ở đây. Và TB là có thể là về những vùng đáy cũ chẳng hạn như là 1.26 60, bởi vì bốn khung đồ thị này vẫn chưa có tín hiệu đảo chiều nên chúng ta cân nhắc chúng ta không nên đặt đặt lệnh sale ở đó, không chúng ta cân nhắc không đặt lệnh buy để tránh trường hợp rủi ro cho tài khoản. Tiếp theo là cặp USD và phân Thụy Sĩ, đô Mỹ và phân Thụy Sĩ. Thì ở đồ thị ngày thì vẫn cho là xu hướng tăng và giá giao găm được hỗ trợ ở vùng giá giao găm là 1.0064, thì sau đó có nó phản ứng là hồi lùi lại đây. Thì chiến lược của chúng ta có thể là canh buy ở các đoạn giá là 1.0088 và chốt lời có thể là ở 1.014. Đó. Chúng ta nên cân nhắc buy ở 1.00 này và sell và chốt lời ở đây. Bởi vì về xu hướng dài hạn thì nó vẫn là xu hướng tăng. Nên việc của chúng ta là canh thấp mua vào chứ không phải là canh cao để mình sell xuống. Tiếp theo là đến cặp USD CAD. Thì ở bốn khung thời gian thì nó vẫn cho là xu hướng tăng, nhưng tăng ở đây là trong một cái biên độ nhất định, cụ thể là như ở khung đồ thị ngày nó đang đi sideways ở một vùng giá là trên nhau ở cỡ một đấy 140 pip. Ở các khung H4 thì vẫn cho là tín hiệu sideways, chưa rõ xác định xu hướng. Thì việc của chúng ta là các cột mốc cần chú ý như là ở các vùng hỗ trợ giao găm như là 1.3366 và ở giao găm là 1.3317, thì chúng ta nên cân nhắc ở đoạn giá này bởi vì đây là vùng hỗ trợ của cặp USD CAD. Tiếp theo là cặp New Zealand USD. Thì ở bốn khung thời gian này, khung tuần, khung ngày, H4 và H1 thì chúng ta thấy rằng xu hướng vẫn là xu hướng giảm. Nên vì vậy, việc của chúng ta là nếu có giá hồi về lên cao thì chúng ta sell xuống. Thì ở khung đồ thị này thì giá có thể nó xuống thêm tầm xuống 80 pip nữa, là ở vùng đoạn giá này 6.6435. Tiếp theo là mình sẽ phân tích về dầu dầu WTI. Dầu WTI thì xu hướng hiện tại ở trên khung daily thì nó vẫn là xu hướng tăng và đang xu hướng tăng và nó đang được hỗ trợ giá ở đoạn 59 đô 59.60 và ở khung đồ thị ngày. Ở khung đồ thị nhỏ thấp hơn H4 đến H1 thì vẫn cho là xu hướng giảm, vẫn cho xu hướng tăng, giảm điều chỉnh để tăng tiếp. Thì việc của chúng ta là nên cân nhắc ở các vùng hỗ trợ như là vùng 62 cho đến vùng 61.82
thì chúng ta có thể cân nhắc đặt lệnh buy ở đây và chốt lời là có thể là ở đỉnh đỉnh cao, đỉnh mới, ở vùng đỉnh mới của khung daily. Tiếp theo là qua qua cặp dầu Brent, thì ở bốn khung, ở khung đồ thị ngày thì xu hướng vẫn là cho là xu hướng tăng, vẫn cho là xu hướng tăng. Tuy nhiên trạng thái giá của nó thì không được tích cực cho lắm, nên các nhà đầu tư thì các cần lưu ý ở các khung, ở các mức hỗ trợ quan trọng như là vùng 68.55 thì chiến lược của cặp brand này thì chúng ta nên canh buy ở các vùng như là vùng 71, ở vùng giá 71 thì chúng ta có thể nên cân nhắc buy ở vùng này và chốt lời, có thể chốt lời thì ở vùng đỉnh, cũ trên khung daily như là vùng 74 cho đến vùng 75. Thì video phân tích về thị trường nhận định trong tuần tới từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 thì mình chỉ giới thiệu một vài cặp tiền cần chú ý như vậy. Video thì kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.